Xin chào tất cả các học viên, chúng ta đến với bài tập ngày thứ 23. Trong bài tập ngày hôm nay, chúng ta tiếp tục thực hiện các động tác yoga thiên về sự vặn xoắn, giúp sắp xếp ngay ngắn cột sống của chúng ta, cũng như giúp trẻ hóa của cột sống, làm cho chúng ta cảm giác dễ chịu hơn trong mỗi ngày làm việc. Và bây giờ mời tất cả mọi người bước về đầu thẳng. Hai bàn chân song song với nhau, hai bàn chân cách dọc bằng vai. Chúng ta bắt đầu. Hít vào, hai tay dang ngang, hai tay vươn lên, lòng bàn tay hướng vào nhau. Thở ra giữ nguyên, hay nhắm mắt lại. Nâng các đầu ngón chân lên, siết chặt toàn bộ phần chân. Hơi siết cơ bụng lại một chút. Giữ tĩnh tư thế. Hít thở trầm. Hãy chú ý chúng ta thả lỏng vùng trán, siết chặt cơ chân. Hít vào chùng tay, thở ra hạ tay xuống. Tư thế càng duỗi, hít vào hai tay lại vươn lên. Thở ra vươn dài người về trước, gập người xuống. Tay nắm bắp chân hoặc cổ chân. Nhắm mắt lại, hít thở sâu và thật trầm. Mỗi lần thở ra, chúng ta chìm sâu xuống một chút. Mỗi lần thở ra, chúng ta tăng thêm độ căng. Hít thở trầm. Hít thở trầm. Hãy chú ý tập trung vào sống lưng. Mỗi lần thở, hãy duỗi dài sống lưng thêm một chút, một chút. Từ từ buông tay ra khỏi chân. Thả lỏng người, thả lỏng tay, thả lỏng cổ. Tư thế trường tấn. Hít vào chống tay xuống thảm. Chúng ta bước lùi chân trái về sau. Thở ra duỗi thẳng lưng. Cẳng chân phải vuông góc với sàn. Hãy cố gắng duỗi dài sống lưng. Bàn chân đằng sau chúng ta kiễng lên. Gồng siết bắp đùi chân trái này. Hít thở trầm. Tư thế chiến binh 1, hãy cố giữ cân bằng. Hít vào, hai tay vươn lên, tay ra ngang. Lòng bàn tay hướng vào nhau. Thở ra giữ tĩnh. Hít thở trầm. Giữ cân bằng. Bình tĩnh. Hai tay ra ngang, giữ nguyên như vậy, xoay người sang bên phải, chúng ta vẫn giữ cân bằng. Mắt nhìn thẳng về trước, hoặc ở mức độ nâng cao hơn, chúng ta xoay nhìn sang bên phải. Động tác lại yêu cầu sự cân bằng, cố gắng, cố gắng. Đưa tay về trước, đứng lên, gập người xuống, tư thế càng giữ một bên. Tư thế này tay trái chống xuống thảm, tay phải nằm với cẳng chân. Chúng ta có thể hỗ trợ thêm dụng cụ trong quá trình thực hiện. Tất cả các động tác mà người gần gập vào chân, chúng ta nếu đang trong trạng thái ngồi, chúng ta có thể sử dụng thêm dây. Còn trong trạng thái đứng thì chúng ta có thể sử dụng rèm gạch. Đó là nâng cao của người mình lên. Thân của chúng ta càng cách xa so với chân thì độ căng sẽ giảm đi. Tư thế tam giác xoay. Động tác này tương đối nâng cao, do vậy hãy làm từ từ. Với tay trái chống xuống thảm, xoay người sang bên phải, tay phải hướng lên trần. Hãy nhìn sang ngang. Chú ý động tác này làm thật chậm, đây là động tác tương đối nâng cao.
Các bài tập cuối sẽ tăng thêm độ căng thêm một chút để các học viên của mình có thể trải nghiệm những tư thế mới. Thẳng lưng. Rồi tay phải chống xuống thẳng, chúng ta trùng chân phải lại. Trùng chân phải lại. Tư thế tấm ván. Hít vào lùi chân phải về sau. Thở ra, chúng ta hạ vòng lưng. Tư thế con rắn. Đẩy lồng ngực về trước. Mở rộng vai. Hãy tập trung đẩy cao phần vai lên và tập trung kéo đốt sống ngực về phía trước. Như vậy, tư thế mới kéo giãn được sống lưng của chúng ta. Hít vào gật lại, tư thế chó giữ mình với hai chân sát gần vào nhau. Hay còn gọi là tư thế chữ V ngược. Thở ra, nhấn vai xuống từ từ. Đẩy cao mông lên, duỗi thẳng cánh tay. Tư thế sẽ kéo giãn toàn bộ phần vai và sống lưng, đồng thời làm tăng sự linh hoạt cho đôi chân của mình. Tư thế trường tấn, chúng ta đổi chân. Hít vào, chúng ta bước chân trái lên. Thở ra, duỗi thẳng lưng. Hãy chú ý, ngón tay chúng ta chống xuống thẳng, ngang với ngón chân. Chân đằng sau kiễng lên. Với những bạn chưa khỏe thì chúng ta bước gần chân lại. Chân chúng ta càng ngắn lại thì thực hiện động tác càng dễ hơn. Cái động tác mang tính theo trường tấn giống như vậy. Thì muốn giảm độ căng đi thì chúng ta đứng cao lên. Nào, chiến binh 1, hít vào, đứng lên. Hai tay ra ngang. Thật ra vươn lên, lòng bàn tay hướng vào nhau. Hãy đẩy căng chân đằng sau. Bình tĩnh, xoay người sang bên trái, hai cánh tay ra ngang. Có thể nhìn sang ngang. Hãy cố giữ cân bằng và cố vặn về sau. Cân bằng trên đôi chân của mình. Rất tròng trành đúng không ạ? Do vậy chúng ta phải thật tập trung. Từ từ vươn tay lên. Tư thế căng giữa một bên, gập người xuống. Giữ lưng thẳng. Với động tác vừa rồi là động tác mang tính chất thử thách để giúp cho chúng ta có thêm một cảm nhận. Đây là tư thế kéo giãn, do vậy hơi thở, hít thở chậm. Có thể nhắm mắt lại để cảm nhận sâu hơn. Hay chỉnh động tác, hai chân chúng ta sẽ giữ thẳng. Việc còn lại đó là giữ lưng thẳng. Còn việc gập người sâu xuống gần vào chân thì tùy thuộc vào độ dẻo của mỗi người. Tư thế tam giác xoay, chống cả bàn tay phải xuống thẳng. Thở ra, chúng ta xoay người sang bên trái. Với tay trái hướng lên trần. Mắt nhìn sang ngang. Ở mức độ nâng cao hơn, chúng ta có thể nhìn thẳng lên trần. Hãy chú ý quan sát bàn chân đằng sau. Đây là mức cơ bản cho tư thế tam giác xoay. Chúng ta có thể kiện gót chân lên. Nhưng ở mức nâng cao hơn, chúng ta có thể hạ chân xuống. Mỗi động tác sẽ có nhiều các biến thể khác nhau. Học viên chúng ta cố gắng lựa chọn cho mình một biến thể phù hợp nhất. Chống tay xuống. Xoay người sang bên phải. Hai bàn chân song song, giữ lưng thẳng, giữ tĩnh, hít thở chậm này. Nào, mỗi lần thở ra chúng ta sẽ trùng tay xuống một chút. Hãy chú ý giữ lưng của mình thật thẳng nhiều nhất có thể. Giữ lưng thật thẳng. Tùy độ dẻo của mỗi người, có thể chìm sâu xuống. Hít thở trầm. Đẩy thẳng tay lên. Giữ lưng song song với sàn.
Cứ thế vặn mình, tay phải chúng ta chống xuống. Chú ý, vị trí của bàn tay phải ở giữa hai chân, căn đều giữa hai chân. Và lấy đường chân của chúng ta làm một đường chỉ, thì tiến từ đường chỉ ấy về phía trước tầm 2 gang tay, chúng ta chống bàn tay xuống thảm vào cân đều. Gần như 3 điểm, hai bàn chân và tay của chúng ta sẽ tạo thành một tam giác cân. Hít đầy một hơi, duỗi thẳng lưng. Thật ra xoay người sang bên trái, tay trái hướng lên trần. Nhìn sang ngang. Mỗi lần thở ra, hãy cố gắng xoay ngửa người lên, đẩy ngược lên. Trọng lượng cơ thể của chúng ta tập trung vào bàn tay bên phải bên dưới. Với tay trái vươn cao lên trên, đẩy cao phần vai. Hít thở đều. Chống tay trái xuống thảm, chúng ta đổi bên. Thở hít vào đẩy ngược lên, thẳng lưng. Thở ra xoay người sang bên phải. Với tay phải hướng lên trần. Đầu nhìn sang ngang. Đây là mức cơ bản. Mức đầy đủ hơn chúng ta sẽ nhìn thẳng lên trần. Tuy nhiên hãy tập trung vào sống lưng của mình nhiều hơn. Các tư thế vặn xoắn, lưng càng thẳng càng tốt. Càng thẳng thì hiệu quả động tác sẽ cao hơn. Hạ tay xuống. Bình tĩnh, xoay người sang bên trái, trùng chân trái xuống. Tư thế chó giữ mình, hít vào, chúng ta bước lùi chân trái về sau. Đẩy cao mông lên, thở ra. Chúng ta duỗi căng tay. Tư thế chó giữ mình là một động tác thường xuyên được thực hiện trong các bài tập yoga. Tác dụng của nó có rất nhiều tác dụng khác nhau, làm tăng sự kéo giãn, tăng sự linh hoạt cho phần thân, phần chân, phần vai. Ngoài ra, cái trạng thái dốc ngược sẽ giúp cho bạn khỏe hơn rất là nhiều. Hạ hai gối xuống thảm. Hạ hai gối, chúng ta co chân và ngồi xuống. Duỗi thẳng hai chân về phía trước. Tư thế căng duỗi phía tây. Hai chân duỗi thẳng, bàn chân dừng lên. Giữ lưng thẳng. Hít vào, hai tay vươn lên. Bàn tay hướng vào nhau. Thật ra chúng ta vươn dài người về trước. Tay nắm bắp chân, hoặc cổ chân, hoặc ngón chân, tùy vào độ dẻo mỗi người. Nếu có sợi dây để hỗ trợ thực hiện trong bài tập, thì chúng ta vòng sợi dây ra và tay chúng ta giữ được sợi dây. Hít vào, tiếp tục đẩy ngược lên. Thở ra, giữ tĩnh. Nếu bạn chưa với tay tới được ngón chân, thì mỗi lần thở ra hãy lân tay về phía trước một chút. Với những ai tay đã tóm được ngón chân, mỗi lần thở ra chúng ta đẩy ngược lên một chút và gập xuống một chút. Hãy nhớ thực hiện đúng theo quy trình. Việc tiếp theo chỉ cần nhắm mắt lại, hít thở thật sâu và thật chậm. Hơi thở chậm sẽ làm cho các bó cơ giãn ra rất là nhanh. Khi thở ra, chúng ta duỗi dài sống lưng và tăng thêm được căng. Từ từ buông tay, từ từ ngồi dậy. Hai chân co lại, tư thế vặn mình, cẳng chân và bắp đùi tạo nhau góc vuông ở dưới gối. Giữ lưng thẳng, xoay người sang bên trái thì khuỷu tay phải vào cạnh gối. Tay trái chống về sau, cách mông một gang. Hít vào đẩy ngực lên, thở ra ghi khuỷu tay phải đẩy vào đầu gối. Xoay người sang trái một góc 90 độ so với hướng thẳng. Đẩy ngược lên. Đẩy ngược lên. Tiếp tục hít vào.
Thật ra xoay nhìn về sau, hay chú ý các động tác vặn xoắn, chúng ta hít thở chậm nhưng không cần phải hít thở sâu. Chúng ta sẽ tăng thêm lực căng khi rơi vào nhịp thở. Mỗi lần rơi vào nhịp thở, bạn hãy gồng tay phải để hít cái vai phải về phía trước. Nó sẽ xoắn đều toàn bộ cuộc sống của chúng ta. Từ từ xoay người lại. Đổi bên. Hít vào đẩy ngược lên, tì khỉu tay lên đầu gối. Đẩy ngược lên. Thật ra xoay người sang bên phải. Đẩy ngược lên. Đẩy ngược lên. Tiếp tục hít vào. Thật ra xoay nhìn về sau. Nhìn ở vai. Hãy chú ý vào sống lưng của mình. Khi hít vào, hãy cố gắng duỗi dài sống lưng lên. Khi thở ra, chúng ta tăng thêm lực xoắn. Từ từ xoay người lại. Dưới thẳng hai chân. Hai chân sát vào hai mép thảm. Bàn chân dừng lên. Hít vào đẩy ngược lên. Hai tay vươn lên. Thở ra chúng ta vươn dài người về trước. Chạm tay vào thảm, vào giữa hai chân. Cũng tùy thuộc vào độ dẻo của mỗi người. Có người sẽ chạm tay chưa tới qua chân như thế này. Có người sẽ vươn được thêm, không sao cả nhé. Bây giờ tất cả cùng nhắm mắt lại. Hít thở chậm lại. Càng chậm càng tốt. Bây giờ hít vào thật sâu. Thở ra chúng ta thả lỏng người ra và lân tay về trước. Mỗi lần thở, lân thêm, thật chậm. Mỗi lần thở, tăng thêm độ căng. Cứ như vậy liên tục, kéo giãn. Tất nhiên, nếu các bạn cảm thấy rất là căng, cảm thấy khó chịu, thì chúng ta không lân thêm nữa. Rồi từ từ ngồi dậy. Chúng ta co hai chân này tư thế con thuyền. Hai tay đỡ dưới đùi. Co gót chân gần vào mông, giữ lưng thẳng. Hít vào. Nâng gót chân lên cao hơn đầu gối. Thật ra từ từ buông tay. Giữ lưng thẳng. Hãy cố gắng duy trì gót chân của chúng ta cao hơn đầu gối. Sống lưng giữ thẳng. Cánh tay song song với sàn. Rồi, hạ xuống. Đây là tư thế con thuyền kết hợp với cả tư thế vặn xoắn. Hãy quan sát cách thực hiện. Chân phải của chúng ta gác lên chân trái. Động tác này yêu cầu cả độ cân bằng và độ vặn xoắn. Trong tuần trước chúng ta thực hiện được rất nhiều bài tập cân bằng đúng không ạ? Bây giờ chúng ta kết hợp một cách nâng cao hơn. Tay phải, chân phải gác lên chân trái. Tay phải giữ được cạnh chân trái ở bên dưới. Chúng ta co gần lại giữ. Và duỗi chân lên. Tay trái chúng ta chống về sau. Ta nghiêng hẳn người về sau. Nghiêng ngả người về sau. Và từ từ duỗi thẳng chân. Duỗi căng chân. Mặc định chân chúng ta sẽ kéo căng cánh tay của mình. Hãy giữ nguyên ở đây. Tiếp tục. Đẩy ngược lên. Xoay người về sau. Xoay nhìn về sau. Tay trái bây giờ lên ra xa một chút. Một, chúng ta có thể giữ nguyên ở đây. Hai, nâng cao hơn này. Từ từ nâng tay trái lên.
cố gắng tay phải kéo mạnh vào chân, xoay nhìn về sau và giữ cân bằng. Đẩy ngược lên. Cố giữ cân bằng, nếu chúng ta làm bị đổ thì hãy thực hiện lại. Nào, vài giây nữa. Hạ xuống, co chân này. Đôi chân, chân trái gác lên chân phải. Tay trái giữ bàn chân bên dưới, tay phải chống về sau, chúng ta ngả người về sau đã, để duỗi thẳng được chân lên. Duỗi thẳng chân lên. Bây giờ tiếp tục đẩy ngược lên để thẳng lưng. Xoay người sang bên phải, nhìn về sau. Và từ từ nâng tay lên. Hãy chú ý làm đúng theo trình tự. Bước lên tay đó là bước cuối cùng. Giữ cân bằng, hít thở trầm. Hít thở chậm. Đẩy ngược lên. Nhìn về sau. Hạ xuống. Chúng ta co chân này và năn lưng. Rồi, hãy nằm hẳn xuống. Với chân trái vẫn đang co. Co chân phải lên. Tay trái giữ lên ngón chân. Từ từ giữ thẳng chân lên trần. Chỉ có thể một số học viên chúng ta sẽ không giữ thẳng được chân. Thì không sao nhé, chúng ta co chân lại một chút cũng được. Còn tất nhiên nếu co được chân, duỗi thẳng được chân thì càng tốt. Giữ nguyên chân như vậy. Và nằm nghiêng người sang bên trái. Chạm chân xuống sàn. Hay chạm cả bàn chân mình xuống sàn. Chúng ta nằm nghiêng hẳn sang bên trái. Nằm nghiêng xoay sang bên trái. Đầu xoay ngược lại sang bên phải. Lòng bàn tay phải chúng ta úp xuống dưới. Và cố xoay vặn về sau. Để áp chạm hai vai xuống thẳng. Hãy cố vặn để chạm hai vai của chúng ta xuống thẳng. Đầu chúng ta xoay sang bên phải. Hít thở trầm. Xoay người lại, chúng ta thu chân này. Nào đổi bên, chân trái duỗi lên, tay phải giữ ngón chân, nằm nghiêng hẳn người sang bên phải, nằm nghiêng hẳn sang, ta nằm nghiêng hẳn sang. Đầu xoay ngược lại, tay trái ra ngang, úp lòng bàn tay xuống sàn. Bây giờ hãy cố gắng lân xa tay trái ra. Để vai bên trái cũng chạm xuống sàn. Ở một mức độ, một biến thể nâng cao hơn của động tác này, đó là chân phải chúng ta ấy, có thể duỗi thẳng ra. Khi duỗi thẳng ra nó sẽ căng hơn. Hãy nhớ nhé, mỗi động tác sẽ có rất nhiều biến thể phù hợp cho cả người mới và người cũ. Nên các học viên chúng ta trong quá trình thực hiện mà mình cảm thấy động tác nào mình không thể làm được, hãy comment trong bài viết, trong các cái video để các huấn luyện viên có thể hướng dẫn thêm các cái biến thể phù hợp với sức khỏe của mình. Rồi thu chân này. Tư thế cái cày. Chúng ta co hai chân. Nâng hai chân lên, lật ngược về sau. Tay đỡ sau lưng. Chú ý hãy làm thật từ từ. Hãy làm thật chậm, thật chậm, thật chậm. Có thể chân chúng ta chưa chạm xuống sàn thì không sao cả nhé.
Tuy nhiên, mọi người hãy cảm nhận vùng cổ của mình. Nếu vùng cổ cảm thấy hơi căng và hơi buốt một chút, thì chúng ta hãy giảm độ căng đi bằng cách là nâng cao chân chúng ta lên một chút và dồn sức nặng lên bàn tay của mình. Co chân, cuộn tròn người hạ xuống. Tư thế cuối, tư thế kết cầu, với hai bàn chân song song. Hai bàn chân cách rộng bằng vai. Bắt đầu, hít vào, đẩy cao mông lên. Thật là giữ, hãy sử dụng thêm tay của mình để đẩy cao mông lên. Sau đó buông tay ra và giữ tĩnh. Tập trung cao vào phần cơ đùi, hơi ép hai đầu gối vào nhau một chút. Đẩy cao bụng lên, đẩy cao mông lên. Tăng thêm độ căng và từ từ hạ xuống. Hai tay chúng ta đan lại ôm lấy gối. Bài tập thư giãn. Hít thở chậm lại. Hít thở sâu và chậm lại. Tập trung vào vùng bụng của mình. Thả lỏng toàn bộ vùng bụng. Từ từ buông tay. Hai chân co. Bàn chân chạm vào nhau, thả lỏng để gối rơi sang hai bên. Chúng ta thả lỏng toàn bộ phần khớp háng. Gót chân chúng ta thông thường sẽ cách xa mông, cách xa háng tầm khoảng hơn một gang tay. Chúng ta cứ hơi duỗi chân ra một chút, cảm thấy dễ chịu, để cái gối của chúng ta rơi đổ sang hai bên là được. Hai tay dang ngang, lòng bàn tay ngửa lên trên. Hít thở chậm lại. Hãy tập trung vào bàn chân. Hít vào. Thở ra, thả lỏng bàn chân. Tập trung vào khớp háng. Hít vào. Thở ra, thả lỏng khớp háng. Tập trung vào vùng bụng. Hít vào, thở ra, thả lỏng toàn bộ khoang bụng. Tập trung vào khớp vai. Hít vào, thở ra, thả lỏng toàn bộ khớp vai. Tập trung vào lòng bàn tay. Hít vào, thở ra, thả lỏng bàn tay. Tập trung vào vùng cổ. Hít vào, thở ra, thả lỏng toàn bộ vùng cổ. Tập trung vào vùng trán. Hít vào, thở ra, thả lỏng toàn bộ cơ trên vùng trán. Tập trung vào khuôn mặt của bạn. Hít vào. Thở ra, thả lỏng toàn bộ cơ trên khuôn mặt. Hít vào sâu hơi. Thở ra. Hít vào. Thở ra. Hít vào thật sâu.
Hở ra, từ từ mở mắt ra. Chúng ta co chân trái lên, nằm nghiêng người sang bên phải, tư thế Phật nằm. Hít thở trầm. Rồi, xin mời tất cả các học viên chúng ta ngồi dậy. Và như vậy là đã kết thúc bài tập trong buổi ngày hôm nay. Hy vọng với bài tập vừa rồi sẽ giúp cho các học viên chúng ta có thêm nhiều năng lượng, giúp cho cuộc sống chúng ta thêm trẻ hóa và càng ngày càng khỏe hơn. Chúc mọi người có buổi tập vui vẻ và hẹn gặp lại mọi người trong bài tập tiếp theo.